Hiện tại tôi đang có mặt tại bản Cát Cát đây. Vô tình gặp được cô gái Mông Cổ. Hello. Can you speak Vietnamese? Oh. Có cái gì nè, đẹp quá nè. Sapa hôm nay thời tiết rất đẹp luôn. Nắng. Không quá nóng nha. Một ngôi nhà truyền thống của người Mông nè. Đây là quang cảnh xung quanh bản làng của người Mông ha. Oh. Wow. Đẹp quá nè. Holy cow. This is beautiful. Nguyên một cánh đồng hoa lavender và một cánh đồng lúa chín này. Beautiful. Ở xa xa đây mình thấy họ có đang biểu diễn tiết mục truyền thống của người dân tộc Hơ Mông nè. Phong cảnh xung quanh đây đẹp lắm nha. Oh. Khu vực phía bên trong của bạn luôn rồi. Không khí rất nhộn nhịp. Và để quay một vòng cho mọi người xem ha. Kiến trúc của các ngôi nhà nè. Oh là trời, nhìn đã mắt gì đâu luôn à. Đấy, thấy không? Xung quanh đây có khá là nhiều dòng suối nên không biết mọi người có thể nghe rõ giọng của Tuyên hay không. Ok, đi sâu vào thêm xem có gì hay không à. Thắng tố, lẩu cá hồi, cá tầm. Wow. Bên này có một cái view rất là đẹp luôn nè.